Vâng, thưa bác, hôm nay con vào con lấy phỏng vấn đôi lời về quá trình điều trị bệnh của nhà con. Vâng, bác phải cho con biết về địa chỉ họ tên của bác đúng không? À, tôi là Kiều Quang Hiến này, Vâng. ở thôn Văn Bối, Nhật Vâng. Tịu, xã Nhật Tịu, Vâng. Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vâng. Thì Bác thử kể lại quá trình bác cái bị phát tình hiện bệnh hình không? trước đây là tôi bị đau lưng, Vâng. cũng đã từng đi các thầy thuốc, nói Vâng. chung là các nơi Vâng. cũng không khỏi. Sau khi năm 2011 là tôi bị nó đau quá, tôi lên bệnh viện 103. Đấy, thì thực ra là được kiểm tra thì bác sĩ trên đấy thì quên như là người ta bảo là cho uống thuốc một tháng nhưng mà sau cũng không Bác đỡ. ra viện 103 bác được chỉ định chụp chiếu cộng Chụp hưởng từ phải không? chiếu cộng từ nó là Vâng. thoát vị đĩa đệm. Vâng. Thế sau khi trưởng khoa ở bệnh viện 103 là bảo cho uống một liều thuốc Vâng. là một tháng, thì nếu không khỏi thì sẽ lên kiểm tra lại. Vâng. Thì tôi lên kiểm tra lại thì thực ra là nó bảo là không không còn loại nào hơn, Vâng. thì tôi phải mổ để Vâng. thay thay cái đĩa đệm. Vâng. Thì sau lúc đó thì tôi vào đợi nó cũng lâu quá thì nghĩ nó cũng chán, Vâng. thế bảo tôi đi về. Vâng. Về quê có cô Sáu ở trên chỗ làng kẹo giới thiệu là có Vâng. người chữa ở trên chỗ. Vâng. Sau khi bác đến với nhà thuốc Đông y Gia Truyền Nạn Tiến Thảo ở ngã tư cầu Dục xã Đồng Hú, Sương Đúng Hương, Hà rồi, Nội thì bác lên nhà thuốc được đông điều trị được những pháp như nào? thì là tôi lên đấy thì là lúc đấy là ông lại tiến thẳng, Vâng. ông đã kiểm tra và ông lắng cho tôi cái Vâng. đốt sống lưng và băng thuốc Vâng, mà bỏ và thuốc cắt nữa. 10 thang thuốc. Thì Vâng. là tôi về tôi uống thì nói chung là hết Bác đau. cắt được 10 thuốc tức là một 10 tháng, thang là một tháng là đầu mà. 1 tháng đầu, Vâng. sau tôi lại lên cắt tiếp 5 thang nữa. Vâng, bác đã uống một Thì tháng đầu thì trong mới đầu quá trình uống thuốc bác có đó đau lên như thế nào? đầu tiên thì uống là nó cũng có hơi đau đau lên, nhưng Vâng. uống hết thang thứ tư, Vâng. đúng hết thang thứ tư thì Vâng. sau bắt đầu là nó sẽ chuyển Chuyển dần dần chuyển dần bệnh, ạ. nên là Vâng tôi vâng. uống tiếp 6 tháng nữa. Vâng, cái này Được bác uống trước của con là hơn chục thang đúng không ạ? có 15 thang 15 thôi. thang. À, cho nay năm 2016 Đúng rồi, thì bác khỏi được 5 năm rồi bác. 5 năm rồi, Vâng. năm Bác năm nay là thứ thử sáu. kể lại ngày trước cái quá trình đau của bác, là quá trình mà chịu đứng đau của bác, đau bắt đau như nào? Đây trước nó đau là từ bên chân trái này, Vâng. thế xong nó dọc lên theo được sườn Vâng. lưng Đau dọc phần thần kinh tọa. Vâng. đấy. Thì đi các khám các nơi thì người ta cứ bảo là nói chung là gai đôi rồi là này nọ, đi chụp điện các nơi, nói chung là các thầy lang uống cũng đã nhiều rồi, Vâng. thế nhưng cũng không khỏi thật. Vâng. Mà cho nên bác khỏi được 5 năm rồi. Thì Rồi trong quá trình 5 năm đấy bác còn đau đớn nhiều không? nói chung là nó cũng không, nếu không được làm được lặng thì nó cũng không đau đớn gì Vâng cả. vâng, thế là mức độ là tiến triển bác là khá tốt được. Rồi. Vâng. Thì con trước tiên con vào con xin cảm ơn bác đã chia sẻ đưa ra phỏng vấn về quá trình điều trị thuốc của gia đình chúng con, nhà thuốc chúng con. Vâng, con chúc bác luôn luôn mạnh khỏe. Bác trong năm nay 5 năm rồi bác khỏi, nhưng mà cháu khuyên bác là bác làm sinh hoạt hàng ngày bác có thể là bác hợp lý cho con nhé, Rồi. đừng làm gì quá sức, đừng mang vác nặng gì quá, bác phải bớt thời gian đi thể dục nhẹ nhàng cho con. Đu xà là một bộ môn điều trị sau bệnh thì đem là rất tốt, thì hàng ngày bác phải đu xà nhẹ nhàng để con đi bộ cho con nhé. Bệnh của bác là khoảng 5 năm rồi nhưng bác phải kiêng cữ và tốt vào. Vâng, con xin chào bác. Đấy.